Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trực giác là quyền bẩm sinh của bạn. Nó là một phần của con người, một hệ thống hướng dẫn có thể giữ cho bạn an toàn khỏi bị tổn hại, hướng bạn đến sự thật trong mọi tình huống, dẫn bạn đến điều tốt nhất của bạn và hướng bạn đến sự phát triển của ý thức. Nếu bạn cởi mở và nếu bạn đang lắng nghe, trực giác của bạn luôn gửi những dấu hiệu và manh mối để bạn có thể tiến lên đúng hướng. Hướng đi đúng mới thực sự là hướng đi phù hợp với tâm hồn bạn. Nó không phải là một vấn đề tốt hay xấu, nó chỉ là bất cứ hướng nào mà tâm hồn bạn cần phải đi vào. Khi bạn tĩnh tâm và lắng nghe tiếng nói trầm lắng hơn bên trong, bạn sẽ luôn được hướng dẫn và bạn sẽ luôn biết phải thực hiện bước đi tiếp theo. Học cách lắng nghe giọng nói trầm lắng này cần có thời gian và cần thực hành. Và bạn càng tin tưởng rằng bạn thực sự được hướng dẫn, thì điều đó càng trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế, không có công cụ nào tuyệt vời hơn hoặc mạnh mẽ hơn trực giác của bạn. Tất cả chúng ta đều có. Chúng ta chỉ cần cảm thấy thoải mái trong việc học cách sử dụng nó. Mặc dù có những bài tập bạn có thể làm để củng cố trực giác của mình, nhưng đôi khi phần khó nhất là xác định sự khác biệt giữa tiếng nói trực giác và tiếng nói của bản ngã. Hầu hết chúng ta đều có một tâm trí rất mạnh mẽ, liên tục trò chuyện và đưa ra ý kiến của mình. Và đôi khi điều này cản trở khả năng xác định chính xác trực giác của chúng ta. Để giúp bạn trong quá trình này, sau đây là những dấu hiệu cảnh báo phổ biến thường xuất hiện khi trực giác của bạn đang hướng dẫn bạn. Nếu bạn từng thấy mình gặp phải những dấu hiệu cảnh báo này, hãy dừng lại và lắng nghe. Thứ nhất, do dự. Đôi khi thật khó để quyết định nên đi sang trái hay phải, giữ chặt hay buông bỏ. Đưa ra quyết định dù lớn hay nhỏ chắc chắn là điều mà trực giác của bạn có thể giúp bạn. Nếu bạn thấy mình cứ quanh quẩn về việc có nên làm điều gì đó hay không, hoặc nếu bạn đang đấu tranh để đưa ra quyết định, bạn cần tin tưởng rằng đây là trực giác của bạn đang nói chuyện với bạn. Khi bạn gặp sự do dự, bạn phải lắng nghe trực giác của mình. Thông thường, khi bạn đang đấu tranh để quyết định điều gì đó, hoặc khi bạn cảm thấy không thể đưa ra quyết định, đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo từ trực giác của bạn. Bạn chưa nắm được tất cả sự thật, hoặc có điều gì đó không ổn về một trong những lựa chọn của bạn. Khi bạn thiếu quyết đoán, điều tốt nhất nên làm là tạm dừng và chờ đợi. Bạn cũng có thể yêu cầu một dấu hiệu, hoặc bạn thiền định trong yên lặng để giúp bạn nhìn rõ mọi thứ. Nếu bạn không thể chờ đợi được, hãy làm theo tùy chọn nào cảm thấy phù hợp nhất, chứ không phải tùy chọn nào nghe hay nhất. Không phải lúc nào trực giác của chúng ta cũng tuân theo các quy tắc logic. Vì vậy, đôi khi bạn phải học cách tin tưởng vào cảm xúc của mình. Thứ hai, tìm kiếm sự chấp thuận. Mặc dù bạn có thể hỏi ý kiến của ai đó, hoặc thậm chí là lời khuyên của họ, khi bạn thấy mình đang hỏi ý kiến của mọi người, thường thì rất có thể bạn đang tìm kiếm sự xác thực hoặc bạn đang bỏ qua những gì bạn đã biết là đúng từ sâu bên trong. Khi trực giác của bạn gửi cho bạn một thông điệp khó nghe, đôi khi bạn có thể tiếp tục tìm kiếm lời khuyên và ý kiến từ người khác để loại bỏ hoặc xác thực những gì chúng ta đã biết là đúng. Nếu bạn thấy mình đang tìm kiếm ý kiến và sự chấp thuận của mọi người xung quanh, hãy dừng lại và kiểm tra lại bản thân, kết nối với tiếng nói bên trong của bạn và đừng sợ nghe sự thật. Hãy nhớ rằng đây là cuộc sống của bạn và chỉ bạn mới biết điều gì là tốt nhất. Điều thứ ba,
cảm thấy kiệt sức hoặc mệt mỏi. Cảm thấy kiệt sức hoặc cạn kiệt là một dấu hiệu cảnh báo khác từ trực giác của bạn. Điều này thường xảy ra khi bạn vây quanh mình với không đúng người. Nhưng đó cũng có thể xảy ra khi bạn bước vào phòng hoặc đi bộ xuống một con phố cụ thể. Nếu bạn từng cảm thấy mình bị choáng váng, đặc biệt là nếu cảm giác này xuất hiện đột ngột, đó chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy bạn cần kiểm tra và nhờ trực giác hướng dẫn. Điều khó khăn với tình huống này là khó có thể nghe thấy trực giác của bạn khi bạn đang cảm thấy mất hứng. Vì vậy, hãy kêu gọi các thiên thần của bạn và hình dung ra một ánh sáng trắng bảo vệ xung quanh bạn. Một khi bạn đã tách mình ra khỏi không gian hoặc ngừng quanh quẩn với người đó, thông thường mức năng lượng của bạn sẽ nhanh chóng nạp lại. Thứ tư, dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất từ trực giác của bạn là cảm giác hụt hẫng. Khi bạn cảm thấy thất vọng về điều gì đó, hoặc nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn, đây chắc chắn có thể là trực giác của bạn đang soi rọi và cố gắng cảnh báo bạn. Nếu bạn cảm thấy thất vọng về điều gì đó, hãy hít thở sâu và nhờ trực giác chỉ cho bạn bước tốt nhất tiếp theo. Đôi khi căng thẳng hoặc lo lắng cũng có thể cản trở chúng ta và khiến chúng ta tin rằng mọi thứ tồi tệ hơn chúng ta tưởng. Nhưng nếu cảm giác hụt hẫng của bạn cũng đi kèm với bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào khác như do dự hoặc cảm thấy thất vọng, thì hãy chú ý. Bạn có thể cần hít thở sâu vài lần hoặc thiền ở đây để giúp đầu óc tỉnh táo và kiểm tra lại bản thân về những gì có thể đang xảy ra. Và các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Bây giờ bạn đã hiểu trực giác của mình là gì và nó đến từ đâu. Làm thế nào bạn có thể dễ dàng khai thác nó hơn? Hãy lắng nghe các bước sau đây. Đó là lộ trình để mở rộng sức mạnh trực giác của bạn. Mỗi bước dẫn bạn đến gần hơn một chút để kích hoạt trực giác bên trong. Nhớ con người thật của bạn. Đây là điểm khởi đầu cơ bản để phát triển trực giác. Khi bạn tin rằng mình là một bản ngã nhỏ bé, được bọc bằng da, bằng thịt, bị tách khỏi phần còn lại của thế giới trong một vũ trụ, bạn sẽ chặn các tín hiệu trực quan đang cố gắng kết nối với bạn. Bạn phải sở hữu danh tính của mình như một tiêu điểm duy nhất và mạnh mẽ của nhận thức trong mạng lưới ý thức phổ quát. Thứ hai, có ý định nhận được hướng dẫn trực quan. Hãy hình thành một ý định rõ ràng và ghi nó ra giấy để bạn có thể nhìn thấy nó thường xuyên và trước khi bắt đầu thiền. Sử dụng những lời khẳng định tích cực và trực tiếp để lập trình lại tiềm thức của bạn để tiếp cận hướng dẫn trực quan. Ví dụ một lời khẳng định: tôi cởi mở và dễ tiếp thu trí thông minh vũ trụ truyền đến tôi thông qua trực giác của tôi. Thứ ba, một tâm trí hỗn loạn sẽ không bao giờ có thể nhận thức được sự hướng dẫn trực quan. Cố gắng thu nhận các tín hiệu trực quan bằng cách sử dụng một tâm trí bị suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ không có được kết quả như mong muốn. Thiền có thể là bước quan trọng đối với trực giác vì nó làm sạch tín hiệu và chuẩn bị không gian tinh thần để tiếp nhận thông điệp. Cam kết thực hành thiền định thường xuyên để tạo khoảng trống cho các thông điệp trực quan được truyền tải. Điều thứ tư, từ tâm trí tĩnh lặng, hãy hình thành và đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn. Ví dụ, đây có phải là lựa chọn phù hợp để tôi đưa ra hay không? Tôi cần biết gì về mối quan hệ, hoặc công việc, hoặc thỏa thuận kinh doanh này? Đưa ra câu hỏi như thế, bạn đang chuẩn bị nhấp vào nút gửi để gửi một email. Biết rằng thông báo đã được đưa vào cơ sở dữ liệu vũ trụ chung để giải quyết. Thứ năm, tiếp cận với nhận thức của bạn. Khi bạn đã đưa ra câu hỏi của mình, hãy chiếu nhận thức của bạn ra thế giới, giống như một bong bóng xà phòng ngày càng nở ra. Hãy tưởng tượng bong bóng nhận thức này bao trùm ngôi nhà, thành phố, quốc gia, hành tinh, thiên hà của bạn và hơn thế nữa. Cảm thấy nhận thức của bạn bao trùm toàn bộ vũ trụ. Cảm nhận tất cả những gì đã, đang hoặc sẽ ở bên trong bạn khi bạn thầm lặp lại với chính mình.
Tôi trong vũ trụ, vũ trụ trong tôi. Tôi trong vũ trụ trong tôi. Thứ sáu, điều chỉnh cảm xúc và cơ thể của bạn. Cảm nhận thế giới xung quanh bạn. Cảm nhận thế giới xung quanh bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang vươn tay vào căn phòng hoặc không gian mà bạn thấy mình đang ở đó. Để ý đến âm thanh, điểm tham quan và cảm giác của tất cả. Sau đó cố gắng cảm nhận sự hiện diện của người khác, cảm xúc, suy nghĩ hoặc năng lượng của họ. Thực hành học hỏi cảm giác của bạn để xây dựng các giác quan tinh tế của bạn. Bạn càng trở nên nhạy cảm hơn, những thông điệp đó sẽ dễ dàng ghi vào ý thức của bạn. Thứ bảy, tin tưởng vào thông điệp. Khi bạn nhận thấy một cảm giác trong cơ thể, một cơn đau nhói, hơi ấm ở bụng hoặc ngực, hoặc mức độ cảm giác có dễ chịu không hay hơi khó chịu. Nếu cảm thấy tốt, hãy tiến hành theo hướng đó. Nếu không, hãy có giải pháp. Tương tự, nếu bạn nhận được thông tin chi tiết về một vấn đề mà bạn đang gặp khó khăn, hãy tin tưởng vào hướng dẫn. Biết rằng bạn đang gắn bó với vũ trụ và nó có một cơ sở kiến thức toàn diện vượt ra ngoài logic, nhân quả, tuyến tính. Điều khôn ngoan là sử dụng hướng dẫn trực quan thông qua các bộ lọc trí tuệ của bạn nếu có bất kỳ điều gì cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trực giác kéo thông tin từ một nguồn nhanh hơn nhiều so với lý trí của bạn. Cần rất nhiều niềm tin để tuân theo sự hướng dẫn trực quan khi tâm trí chống lại. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, trực giác cần thời gian để phát triển và thành thạo. Nhưng nếu bạn thổi bùng ngọn lửa trực giác của mình với sự tận tâm và kiên định, nó chắc chắn sẽ phát triển thành ngọn lửa sáng suốt của cái nhìn sâu sắc giúp mở rộng nhận thức của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.